Mấy hôm nay đàn gà nhà em nó kém ăn, có biểu hiện hen rất là nhiều. Một số con nó còn bị viêm khớp. Vâng, anh nhìn xem lườn nó rất là gầy, sút cân rất là nhanh ạ. Một cái bệnh tích rất rõ về cái em mấy này kết hợp mấy này cái CLD của bà con để ý nhá. Đây là cái màng gan này, nhung để ý này. Đấy, màng gan này. Màng gan cái fibrin nó bao phủ này. Đó. Cái này thì mình gọi là hen ghép E. coli hay gọi là CCRD đấy. Vâng. Nhưng qua nhung đây cũng cái màng tim, cái túi khí các thứ này. Ấy hết rồi này. Xin chào bà con. Chào bà con quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Hôm nay tôi cùng với chỗ chị Nhung thăm một cái trại gà, nó đang có những biểu hiện bệnh về E. coli và hen. Chị Nhung thì quản lý trực tiếp ở khu trại này, cũng là trực tiếp điều trị và chăm sóc đàn gà đúng không chị? Vâng ạ. Thì mấy hôm nay cái biểu hiện đàn gà này nó như thế nào chị? Mấy hôm nay đàn gà nhà em nó kém ăn, có biểu hiện hen rất là nhiều. Một số con nó còn bị viêm khớp, gầy, sút cân rất là nhanh ạ. Ngày hôm qua thì em có sử dụng cái bộ thuốc này để điều trị cho gà nhà em, thì anh nhìn đây thấy đàn gà hôm nay thấy tươi tỉnh hơn nhiều, tiếng hen đã giảm nhiều ạ. Vâng. Còn để ý cái khu này nó là rất nhiều cái gà mà lọc lại từ những cái đàn chuồng khác đúng không chị? Đúng rồi. Là nhốt lại đông ra con thì nó bé hơn mà con thì nó cũng lớn hơn. Nhưng mà hai hôm nay nó mới biểu hiện bệnh vậy chị? Vâng, thật ra thì nó là biểu hiện bệnh từ mấy ngày rồi. Nhưng mà hai hôm nay là thấy nó nặng hơn, gà ăn rất là kém, thấy ủ rũ nhiều nên là em này, tiêm luôn. Con này khớp lặng này. Nhiều con không đi được. Ủ quá này con này. Hôm qua nhà mình chẩn đoán nó bị gì chị? Hôm qua nhà em chẩn đoán là gà bị E. coli và hen. Hen khẹt à? Vâng, hen khẹt. Mình mới tiêm cái cặp kia được một mũi hả? Hôm qua bọn em đã tiêm được một mũi rồi ạ. À, sớm nay thấy nó ăn hơn không? Có, sáng nay thấy gà tươi tỉnh hơn, ăn mạnh hơn và hen đỡ hơn ạ. À, tí là mình mổ lại một con nhé. Vâng. Bây giờ mình sẽ mổ khám lại mấy con này, mình chẩn đoán lại nhé. Vì hôm qua cho chúng tôi chưa lên, hôm qua là Nhung chẩn đoán và Nhung tiêm thôi, thì cũng biểu hiện cũng rất tốt, mới một mũi mà nó cũng đỡ hơn đúng không? Vâng. Nhưng mà thực ra điều trị nó phải vài hôm, nhưng một hôm thì chưa được. Thì mình mổ khám xong cho nếu mà đúng bệnh thì Nhung cũng hướng dẫn pha cái cặp này để cho những ai mà ta nuôi người ta cũng có những biểu hiện giống này thì điều trị giống cái bài của Nhung nhé. Vâng ạ. Mình ra mình mổ khám mấy con này đi. Bà con chú ý khi mà mổ khám ấy, bà con lấy con gà nó bệnh nặng nhá, con gì bệnh tích nó rõ hơn. Hôm nay thiếu chuyên nghiệp quá Nhung nhỉ, dao này kéo này bà. Thôi cứ mổ để cho xem hôm qua mình chẩn đoán Nhung chẩn đoán có đúng không. Hôm nay chúng tôi đi, chúng tôi không mang theo cái mổ khám, đây là đồ của tạm của con Nhung. Bà con cũng thông cảm dùm nhá. Đầu tiên là cái bãi phân nó ỉa ra này, đấy. Thì cái này cũng biểu hiện nó rất là rõ rồi. Một cái bệnh tích rất rõ về cái em mấy này kết hợp mấy này cái CLD của bà con để ý nhá. Đây là cái màng gan này, Nhung để ý này. Đấy, màng gan này. Màng gan cái fibrin nó bao phủ này. Đó. Cái này thì mình gọi là hen ghép E. coli hay gọi là CCRD đấy. Vâng. Nhưng qua Nhung đây cũng cái màng tim, cái túi khí các thứ này. Ấy hết rồi này. Đấy, thì mình nhầm mọi. Cái con này thì e lặng quá thật không? Không gì được. Đấy, nó đóng bánh hết này. Thôi con này chắc không cần phải khám thêm nữa đâu. Vì nó quá rõ rồi nhỉ. Thì hôm nay con Nhung cũng chọn một cái con gà nó bệnh tích rất là chuẩn để cho bà con dễ xem ấy. Đầu tiên là cái biểu hiện bên ngoài nó há miệng lên nó ngáp, đúng không? Đúng không? Mình quay cái nó ngáp rồi đúng không? Nó ngáp. Hai là cái bãi phân nó đặc trưng. Thứ ba là cái màng gan, cái fibrin với lại cái những cái túi khí đóng bánh E. coli này rất là rõ. Thì cái phác đồ Nhung hôm qua tiêm thì rất là chuẩn. Thì bây giờ mình tiêm một mũi nữa nhé. Vâng ạ. Đây là ba cái thuốc hôm qua Nhung tiêm này.
Thì đây là cái dòng xếp tiêu phua này, kết hợp với này cái lanh chữ bactin này, lanh chữ bactin. Còn đây là cái tăng lực và kết hợp với này hạ sốt, hai cái này của nhà máy VB Phạc Man, cái này của Lanh Cô. Những cái này tí nữa pha thì cũng có một số sự chú ý. Nhung trong này, Nhung mở cái hộp ra này, em có để không? Hôm qua là Nhung pha có bỏ cái nước pha không? Hôm qua em bỏ cái dung môi đi. Đây là cái chai dung môi nhé bà con. Nhưng mà hôm nay chúng tôi không pha cái chai dung môi. Khi pha kết hợp với Lanh Cô ấy, thì bà con chú ý nhé, là bà con pha hai cái này trước với nhau. Hôm qua Nhung thế nhỉ? Đấy, pha hai này trước với nhau. Sau khi tan thì bà con mới cho cái Lanh Cô vào, cho cái Lanh Cô vào. Và bây giờ thì Nhung pha lại cho bà con một lần nữa. Bà con chú ý nhé, Lanh Cô cho sau. Nếu mà Lanh Cô mà cho trước ấy, thì nó sẽ bị tủa đấy bà con. Thì bây giờ Nhung sẽ pha lại và tiêm mẫu cho bà con. Cũng nhắc luôn là khi tiêm cho gà thì chú ý những cái gì nhé, tiêm vào chỗ vị trí nào rồi chú ý cái gì để cho bà con nhà mình làm theo Nhung luôn. Giờ bà Nhung sẽ làm nhé, để bà con chú ý nhé, em pha đi. Vâng, đây, bây giờ chúng ta sẽ pha cái energy này vào với thuốc bột kháng sinh sẽ tiêu phua. Đổ vừa thôi mà. Vâng. Xong rồi lắc đều đi. Bà con chú ý cái chai này nó chứa được 100cc thôi, bà con đổ khoảng 80cc thôi nhỉ. Đổ 80 để lấy cái không gian lắp cho thuốc nó tan. Mà nhìn đấy, bà con nếu mà nhìn cái dưới này nó hết bột rồi này bà con. Nè. Dưới này nó hết cái bột nhá. Đấy, đây này. Cái chai thuốc hết bột rồi này. Đấy, bà con để ý. Nếu bình thường nó có bột trắng là chưa được. Nhưng mà tan hết rồi này. Dạ. Rồi. Sau khi tan hết rồi thì em bỏ vào đây ạ. Dạ. Bột đẹp quá nhỉ. Bột đẹp đúng không? Đổ hết phần còn lại vào đây ạ. Vâng, đây là cái elagin lúc nãy chưa cho hết nha bà con, đổ lốt vào đây nhá. Còn cái này. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cho Lanh Cô vào ạ. Vâng. Lanh Cô này lúc Nhung cậy lắp trước rồi, quay cho bà con cho nó dễ, cho nhanh. Vâng. Rất dễ làm. Nhưng mà chỉ có chú ý là cái tiêm này thì phải cái vấn đề sát trùng rất là quan trọng, thì bà con cái chai bà con để ý dùng cái chai thật là sạch, sát trùng kỹ cái chai cho tôi. Đó. Đây là được 200cc thuốc. Hôm qua Nhung tiêm 1c cho mấy cân? Hôm qua em tiêm 0,5 cho một con ạ. 0,5 cho con. Con to to này. Con to thì em tiêm 1. Con nhỏ tiêm không à, con to là tiêm 1c. Vâng. À. Tiêm 1c. Vậy. Thế đây cũng hơi lặng đấy. Thôi nhưng mà chắc là đánh nhiều tấn công. Nếu mà bình bà con tiêm bình thường ấy thì mà 1cc này bà con tiêm cho khoảng 2,5 cân. Nhưng mà cái đàn lặng nhà Nhung thì hôm qua Nhung tiêm cũng những con to này nó không phải đến con to là trên 2 cân rồi ạ. Thế thì bình thường là 1c thuốc này bà con tiêm cho từ 2,5 đến 5 nhá. Đàn nặng như đàn nhà hôm nay chúng tôi khám thì bà con tiêm cho 2,5 cân. Khi tiêm thì bà con chú ý là xử lý xi lanh sát trùng cẩn thận, sau đấy là cho bơm hết bọt khí ra ngoài để tránh bọt khí tiêm vào gà ảnh hưởng gà không tốt ạ. Khi tiêm gà thì chúng ta có 3 vị trí hay tiêm, đó là cơ ức, cơ gốc cánh và da cổ, tiêm dưới da cổ ạ. Khi tiêm thì bà con chú ý chọc kim không quá chọc sâu, không nó vào phổi và xoang bụng của gà thì nó sẽ gây chết gà, và chỉ tiêm với độ sâu tầm 2/3 mũi kim thôi. Đây tiêm đây nhỉ, đúng không? Vâng. Tiêm vâng. Đây là cái cơ lườn đúng không? Vâng. Đây là cơ ức đó. Cơ ức đây. Cơ ức đây đúng không? Vâng. Cơ ức đây đúng không? Dạ. Còn đây là dưới da cổ, tiêm dưới cái da này đúng không? Vâng, bẹo cái da cổ lên tiêm. Như bọn em thì hay tiêm góc cánh hay bọn em. Đấy, bà con tiêm nha. Rồi, tiêm góc cánh nha. Anh bắt con bé thôi. Đây ạ. Đấy, bà con tiêm bắp cánh đây nhá. Túm cái cánh này thì nó lồi ra cái bắp này. Lồi ra cái bắp này. Đấy, bà con để ý này. Đấy, thì rất dễ tiêm nhỉ. Vâng. Vâng. Đây ạ. À. Một cái chú ý nữa là bà con hiện nay cái đàn gà này là nó đang loại những con bé nhỏ và gầy yếu từ những đàn khác đúng không? Vâng. Đây cái cơ nó không có lên lườn, không có lên ức và rất là nhẹ cân. Thì bà con chú ý sang khi mình tiêm cái kháng sinh liều cao đấy
thì nó gà nó không lên lườn được. Thì mình chú ý dùng cái đạm thủy phân này. Đây là cái đạm thủy phân mà giúp gà tiêu hóa lại hấp thu rất là nhanh. Cái giống như nếu mà cái đạm thô và giống như là bột đỗ, bột xương thì nó khác. Cái này là thủy phân từ thực vật. Vận động viên tập gym là hay dùng cái đạm thủy phân để ăn. Đấy thì mình dùng cái này thì gà nó ăn khỏe hơn và nó lên lườn lên nước nó nhanh hơn. Dạ. Thì chút nữa mình sẽ pha cái này, hướng dẫn bà con pha này để cho gà nó uống. Dạ. Và nhà Nhung cũng tích cực dùng này đi nhá. Dạ.